Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy đây là chiếc xe V250 Luxury, một chiếc xe mà dành riêng cho gia đình. Mercedes-Benz làm riêng ra để dành riêng cho những cái gia đình các bạn. Bởi vì là với cái chiếc xe V250 AMG này, khi mà các bạn nhìn thấy á, thì các bạn cảm thấy là cái chiếc xe trông rất là to và rất là cao luôn. Đó, thì đồng nghĩa với việc là Mercedes-Benz muốn là làm sao để cho không gian bên trong chiếc xe nó rộng rãi nhất có thể, cũng như là tiện nghi nhất có thể cho cái người dùng. Đó, thì đối tượng của những cái khách hàng mà bên Di cho chiếc xe V250 Luxury này là dành riêng cho những cái gia đình mà có nhiều người các bạn, thường xuyên đi du lịch ở những cái chuyến du lịch xa nè, hoặc là có thể là dành riêng cái chiếc xe V250 Luxury này để mà đưa đón các bé đi học ha. Thì bởi vì là Di cũng có bán rất là nhiều những cái chiếc xe V250 cho những anh chị khách hàng của bên Di rồi ha. Thì đa phần các anh chị cực kỳ thích bởi cái sự tiện nghi rộng rãi, cũng như là với cái thương hiệu xe Mercedes-Benz thì cái sự an toàn lúc nào cũng đưa lên trên hàng đầu. Cho nên là hầu như tất cả những anh chị khi mà chọn cái mẫu xe V250 Luxury này thì đều nghĩ đến sự an toàn dành cho gia đình mình. Ok, thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy khám phá chiếc xe V250 Luxury này có những cái điểm gì mà đặc biệt mà làm cho những anh chị khách hàng bên Duy thông thường là cực kỳ yêu thích nó ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem một vòng nha. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe V250 Luxury này thì nhìn nó rất là to, cũng như là cái phần ở cái kính chắn gió này nè, các bạn thấy nè, nó rất là rộng luôn ha. Đó, thì cái kính chắn gió này mà rộng á, đồng nghĩa với việc là khi mà chúng ta ngồi ở bên trong xe, cũng như là khi mà cái người ngồi lái á, cảm thấy là rất là thoải mái, cũng như là quan sát nó cực kỳ rõ hơn, cũng như là những cái góc khuất, những cái góc chết bên này thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều. Về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy đa phần những cái chiếc xe của Đức ha đều được thiết kế với cái đèn xe rất là to nè. Khi mà chúng ta nhìn vào cái phần đầu xe của chiếc xe V250 này thì cái điều mà Duy nghĩ là đập vô mắt nhiều nhất của anh chị các bạn chính là cái phần đèn này ha, cái phần đèn cực kỳ to luôn, cũng như là với cái lưới tản nhiệt coi như là truyền thống của Mercedes-Benz, các bạn thấy không? Đó, hầu như là những cái dòng xe sedan, những dòng xe SUV bên Duy thì cũng đều sử dụng cái mặt lưới tản nhiệt như thế này. Đó, với logo to bản ở giữa cũng như là hai thanh kép như thế này ha. Ở đây thì khu vực phết tán gió các bạn sẽ thấy khu vực phết tán gió này nhìn nó rất là rộng ha. Thì mặc dù đây là cái chiếc xe van, chiếc xe dành cho gia đình, nhưng mà các bạn cũng thấy đâu đó cái nét thể thao ở trong cái chiếc xe V250 Luxury này. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông nha. Một điều nữa các bạn, cái V250 này là sử dụng đèn LED thông minh luôn các bạn nha. Nè, các bạn sẽ thấy nè, LED Intelligent Light System nè ha, đây là đèn LED thông minh luôn. Rất là nhiều những tính năng ở trong cái đèn này ha. Thì khi các bạn đi qua cua nó cũng sẽ liếc qua trái, liếc qua phải, đi ở tốc độ cao thì tự động đèn cốt nó sẽ chuyển thành đèn pha. Rất là nhiều tính năng trong cái đèn này. Và đây là cái bộ lớp xe cũng như là cái bánh xe của chiếc xe V250 AMG. Các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ thể thao đúng không? Mặt nhôm cũng như là cái bộ mâm của chúng ta được sơn đen bóng luôn. Đó, trông rất là nổi bật luôn ha. Đó, và cái lớp xe của cái chiếc xe V250 này là sử dụng cái lớp là 225/55R17. Cái mâm của chúng ta là mâm 17 inch thôi. Bởi vì đây là chiếc xe dành cho gia đình, cho nên là cái sự êm ái, cái sự tiện nghi vẫn là đưa lên hàng đầu, chứ không có sử dụng những cái lớp xe to để mà tăng cái tính thể thao các bạn ha. Đó, V250 này hướng nhiều hơn đến sự êm ái. Đây, các bạn sẽ thấy cái cụm gương của chiếc xe V250 ha. Chiếc xe của chúng ta trông rất là to, cho nên là cái cụm gương nó cũng rất là to luôn. Cũng như là với cái thiết kế gương này thì các bạn sẽ thấy rất là giống trên những cái chiếc xe C nè, xe Y hoặc là chiếc xe S. Đó, thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà kích thước nó sẽ to hơn. Cũng như là ở trên gương cũng có đèn báo rẽ ở đây ha. Đó, khu vực kính ở đây thì nó rất là to luôn. Đó, khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta cảm thấy nó cực kỳ thoải mái luôn. Một lát nữa khi mà vào bên trong á, Duy sẽ lái thử một vòng chiếc xe V250 AMG này, cũng như là trải nghiệm những cái không gian, cũng như là cái cảm giác lái của chiếc xe V250 AMG này, Luxury này cho các bạn xem. Cửa hai bên của chúng ta là cửa trượt điện các bạn nha, đây là cửa tự động luôn. Xin mời cameraman tiến gần hơn ha. Thì đây là cái không gian nội thất của cái chiếc xe V250 Luxury nè.
Các bạn sẽ thấy không, đây là khu vực hàng ghế thứ hai thì chúng ta chỉ có hai ghế thôi, và hàng ghế sau cùng, hàng ghế thứ ba thì có được ba ghế luôn. Với ba cái ghế này thì với cái kích thước bằng nhau luôn các bạn nha, với kích thước bằng nhau luôn. Nhưng mà đối với cái hai hàng ghế này thì chúng ta có thêm cái chỗ để tay nè. Đó, khi mà ngồi vào cái ghế này thì cực kỳ thoải mái luôn. Thực ra các bạn, với cái chiếc xe V250 Luxury này, một chiếc xe đúng nghĩa dành cho gia đình, cũng như là những anh chị khách hàng của bên Duy á, thì thông thường thì chọn cái chiếc xe này bởi vì là gia đình có con nhỏ cũng như là có ông bà lớn tuổi các bạn. Đó, cho nên là rất phù hợp với cái chiếc xe này luôn. Khi mà người lớn tuổi đi lên cái vị trí ghế ngồi này của bạn cũng rất là dễ, cũng như thoải mái hơn cực kỳ. Đó, cũng như là cái thế ngồi. Thì thật ra đối với cái thế ngồi của chiếc xe V250 Luxury này á, các bạn sẽ thấy đây là cái thế ngồi cao, cũng như là cái đầu gối này các bạn. Đó, nó giống như là cái ghế ngồi của chúng ta ở nhà. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi á, chúng ta cảm giác là nó cực kỳ thoải mái luôn. Đó, thì đối với những cái dòng xe sedan hay là những cái dòng xe SUV bên dưới á, thì thông thường cái vị trí ghế ngồi này á, thì các bạn, cái chân của các bạn sẽ nằm ở cái vị trí thấp hơn ha. Cho nên là nó cũng hơi mỏi. Đó, nhưng mà đối với cái chiếc xe V250 này thì khi mà chúng ta ngồi ở hàng ghế này, đặc biệt là những ông bà lớn tuổi á, Duy nghĩ là cái cảm giác ngồi nó cũng rất là thoải mái, cũng rất là khỏe ha. Khi mà chúng ta di chuyển một quãng đường dài 5-3 tiếng đồng hồ thì nó cũng rất là ok. Đó, cũng như là gần Tết rồi thì thông thường là các anh chị thường là đi du lịch xa ha, thì Duy nghĩ là cái thời điểm này chính là cái thời điểm mà anh chị có thể sở hữu cái chiếc xe V250 này, coi như là dành riêng cho gia đình của mình ha. Thật ra các bạn, khi mà chúng ta mà làm việc cả một năm các bạn, thì thông thường là mọi người đều chờ đợi đến cái dịp Tết ha. Cái dịp Tết là cái dịp mà cả nhà coi như là quay quần lại bên nhau, cũng như là dành cái thời gian nhiều hơn cho nhau, cũng như là sẽ có những cái chuyến đi du lịch. Những thành viên ở trong gia đình của mình á, khi mà ngồi trong không gian của chiếc xe này á, thì Duy nghĩ là cái sự gắn kết nó cũng sẽ nhiều hơn, bởi vì là hầu như là ngồi ở phía sau cũng như là phía trước này á, thì coi như là chúng ta trao đổi hoặc là ăn uống hoặc là sinh hoạt ở trên chiếc xe này nó cũng rất là dễ ha. Nếu mà các anh chị khách hàng mà thích á, có thể là quay cái ghế này ngược lại luôn, quay cái ghế này ngược lại ngồi đối diện với nhau à, thì cả nhà chúng ta có thể là chơi đùa ở trên xe, ăn uống ha, di chuyển một cái đoạn đường Duy nghĩ là 5 tiếng thì nó cũng không có phải là quá xa đâu, làm cho cái thời gian của cái chuyến đi của chúng ta còn có thể là rút ngắn hơn nữa ha. Đó, đường xa há gần đó các bạn, đường xa há gần ha. Ok, thôi bây giờ Duy sẽ đi ra phía sau đi, một lát nữa Duy sẽ trở lại bên trong cái khoang nội thất này. Đây, chúng ta cái việc bấm cái nút ở đây thì sẽ đóng cửa lại thôi. Các bạn sẽ thấy là phía sau của chiếc xe V250 của chúng ta là như thế này. Đó, được thiết kế rất là vuông vắn luôn. Coi như là nó sẽ không có những cái chi tiết gì mà gọi là cầu kỳ hết, cũng như là ở cái mặt gương phía sau nè các bạn, nó rất là to luôn, thấy không các bạn, thấy không, cái mặt gương phía sau nó rất là to luôn, nó rất là khác so với những cái dòng xe thông thường đó. Và đặc biệt nè các bạn, Duy có thể mở cái kính này ra thôi đó, thì cái khu vực trên này chúng ta có thể để những cái đồ đạc, những cái đồ gì mà chúng ta có thể cần lấy ở khu vực phía trước á đó. Đó, để mà lấy nhưng mà sinh hoạt hoặc là những cái đồ ăn nhẹ gì đó chúng ta có thể để ở đây, hoặc là nước chúng ta có thể để ở đây, để mà trong quá trình mà chúng ta di chuyển chúng ta có thể lấy ha. Thì Mercedes-Benz họ rất là tâm lý các bạn, rất là tâm lý luôn. Đó, thiết kế cực kỳ chu đáo, cực kỳ chỉnh chu ha. Chỗ này thì các bạn có thể là để đồ, nhưng mà do là cái này có thể mở lên được các bạn, nhưng mà do là ở đây là còn siêu quá cho nên là Duy sẽ không có mở cho các bạn xem. Trong đây thì có thể để được những cái đồ dùng trong đây nữa. Bây giờ Duy sẽ đóng cái kính này lại. Bây giờ Duy sẽ mở cái cốp này lên luôn. Đó, full cái cốp nữa các bạn. Khi mà cái cốp này bật lên các bạn sẽ thấy nó rất là giống như một cái máy hiên ha. Rất là giống một cái máy hiên ở đây, rất là to luôn. Đó thì những cái chuyến mà đi du lịch, những cái chuyến mà lên Đà Lạt ngắm cảnh này nọ ha, các bạn có thể là bật cái này lên, sau đó là chúng ta sẽ ngồi ở chỗ này, rất là đã luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, cả nhà chúng ta có thể là để một cái bàn nhỏ ở đây, có thể là để những cái đồ ăn hoặc là một vài cái ghế nữa ha,
ngồi ở đây rồi ăn uống ngắm cảnh ha, ở Đà Lạt cực kỳ đẹp luôn, chụp hình sống ảo nữa. Và cái này nè các bạn, cái cốp ở trên này nè các bạn, các bạn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta cần thiết thì các bạn có thể để lên trên xe như thế này, còn không mà chúng ta có thể tháo ra bỏ ở nhà luôn cũng được, để cho cái không gian này nó còn rộng hơn nữa. Đó là các bạn thấy nè, cái chỗ này nè thì chúng ta có thể là để được, tháo ra được nè. Đó các bạn nhìn nè. Cái bởi vì là cái nội thất của chiếc xe V250 này, đây là cái nội thất mà chúng ta có thể tự tháo lắp được, nó rất là cơ động cũng như là tiện dụng luôn. Đó, chứ các bạn chỉ cần mở cái này ra, bên kia mở ra một cái nữa là chúng ta có thể là tháo cái này ra để ở nhà luôn cũng được. Nhưng mà Duy nghĩ là cái này cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta đi, giúp ích được chúng ta rất là nhiều trong việc để đồ ha. Đó, còn đây là những cái quà tặng đi theo xe. Quà tặng theo xe thì Duy cũng không có nói nữa các bạn, tại vì đây là những cái món quà mà tiêu chuẩn của chiếc xe hết rồi. Đó, còn ở dưới này các bạn sẽ thấy là nó có một cái lớp xe dự phòng đó. Ha, lớp xe dự phòng nó nằm ở đây. Đó thì cái cách mà tháo lớp xe dự phòng của này cũng rất là đơn giản ha. Chúng ta chỉ cần mà để một con quay, chúng ta quay thì cái bánh xe nó sẽ tự động đi xuống ha. Quay lên thì nó sẽ đi lên thôi. Nó cũng rất là đơn giản. Đó, nhưng mà cái không gian chỗ này là đây một không gian Duy cực kỳ thích luôn. Đó, đúng chất dành cho cắm trại, đúng chất dành cho gia đình ha. Về phần cốp sau của chiếc xe V250 Luxury này thì là như vậy thôi. Ở đây có một cái nút đóng cốp điện cho các bạn nè. Hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi vào cái vị trí ghế lái. Khi mà ngồi vào vị trí ghế lái của chiếc xe V250 Luxury này á, thì nó rất là khác so với tất cả những cái dòng xe Mercedes-Benz khác luôn. Bởi vì đây là cái thiết kế của dòng xe van, những cái dòng xe dành cho gia đình. Các bạn sẽ thấy là cái phần capo nó khá là ngắn, cũng như là cái phần kính này nó rất là to nè. Đó, khi mà Duy ngồi vào cái thế ngồi này á, thì một điều là khi mà quan sát cái toàn cảnh ở phía trước á, thì rất là rõ luôn, không có chỗ nào mà có thể nó là bị cản trở nhiều hết. Cũng như là cái gương bên đây các bạn, cái gương bên đây cũng như là gương ở phía bên tay phải của Duy nè, nó cực kỳ to luôn. Đó, khi mà Duy ngồi thì cái tầm của Duy á, cái kính nó chỉ ngang chỗ này thôi, cũng như là khi mà Duy nhìn vào cái gương chiếu hậu cũng thấy rất là thoải mái, rất là tiện dụng. Đó. Thì về cái thiết kế cái phần táp lô của chiếc xe V250 này thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ sang trọng luôn ha. Đó, những cái chi tiết ốp chỗ này nè. Đó. Cái này thì nó là một cái chất liệu giống như là nhựa các bạn, chứ không phải là gỗ ha. Kế những cái đường viền như thế này nè. Rất là sang luôn. Cũng như là cái tuabin, cái tuabin của cái máy lạnh nè, được thiết kế nè các bạn. Rất là đẹp ha. Đó. Đây là một cái thiết kế rất là thể thao. Duy không hiểu tại sao mà đối với chiếc xe V250 Luxury, một chiếc xe dành cho gia đình, những chiếc xe sang trọng như thế này, nhưng mà Mercedes-Benz lại thiết kế cái hốc gió dạng thể thao ha, rất là hay. Khu vực này là cái khu vực mà điều chỉnh của máy lạnh nè các bạn. Và một điểm đặc biệt các bạn, đây là cái phiên bản V250 mới, phiên bản được nâng cấp ha, cho nên là cái phần mà màn hình này các bạn sẽ thấy nè, đây là cái phần mềm mà MBUX ha. Rất là hay. Đó, cảm ứng được luôn các bạn. Đối với chiếc xe V250 mà trước đây thì các bạn sẽ không có cảm ứng được như thế này. Còn chỗ mà chúng ta có thể là sạc điện thoại ở đây nè các bạn. Sạc điện thoại ha, ở đây có hai cái USB cũng như là một cái USB để chúng ta kết nối với Apple CarPlay. Khi mà kết nối Apple CarPlay thì những cái app của điện thoại chúng ta sẽ hiện lên trên này. Khi mà chúng ta lái xe hoặc là cần giải trí nó rất là tiện dụng luôn. Đó, về mặt vô lăng á, thì cái vô lăng của chiếc xe này thì nó cũng sẽ không có gì lạ so với các bạn nữa rồi ha. Thì nó cũng giống như là những cái vô lăng của những cái chiếc xe mà Mercedes-Benz mà Duy đã từng giới thiệu thôi. Cần số cũng nằm ở trên đây ha. Gạt mưa, xi nhan nó cũng nằm ở đây, cũng như là hệ thống đèn của chúng ta là hệ thống đèn thông minh rồi. Tự động khi mà chúng ta đi ban ngày nó sẽ tắt đèn, ban đêm nó cũng sẽ bật đèn, cũng như là hệ thống gạt nước mưa nó cũng sẽ tự động. Khi mà Duy ngồi vào cái ghế này các bạn, này, các bạn thấy không? Cái phần đầu gối của Duy với lại cái phần ghế nè, hầu như là nó khá là ngang nhau luôn. Có nghĩa là cái chân của Duy nó nằm ở vị trí ghế cao đó các bạn, cho nên là chắc là chạy xe mà có quãng đường dài nó cũng sẽ không có đến nỗi mỏi. Còn đối với những cái chiếc xe mà gầm thấp hoặc là những cái chiếc SUV thông thường á, thì các bạn thường nằm ngồi ở cái thế ngồi là thấp hơn nhiều, cũng như là chân của chúng ta sẽ nằm hơn nhiều ha. Đó, thì ở vị trí ghế lái này nó cũng rất là khác ha. Ok, bây giờ Duy sẽ chỉnh cái ghế lại cho nó vừa rồi. Ghế của chúng ta thì chỉnh điện hết các bạn nha, cũng như là có 3 vị trí nhớ ghế luôn, cũng như là cái ghế mà Duy đang ngồi nè các bạn sẽ có là song ghế luôn. Song ghế. Một cái điểm đặc biệt nữa các bạn, chiếc xe V250 này là cái chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn luôn.
từ để xem, từ Barcelona các bạn, Barcelona Tây Ban Nha ha. Đó, do là cái chiếc xe mà nhập khẩu cho nên là chiếc xe này cũng mới về bên Di, cho nên là các bạn sẽ thấy là những cái giấy tờ bên trong xe nó cũng còn nhiều, cũng như là ghế đồ cũng vẫn còn bọc ni lông lại hết rồi. Ok, bây giờ Di sẽ chạy nha, camera lùi ha các bạn. Đó, rất là rõ nét luôn. Với cái chiếc xe V250 Luxury này thì sử dụng động cơ 2.0 lít, công suất là 211 mã lực, cùng với cái hộp số tự động 7 cấp. Đó các bạn, thì đối với cái chiếc xe V250 này vẫn sử dụng hộp số tự động 7 cấp các bạn, chứ không sử dụng hộp số tự động 9 cấp. Vì không biết tại sao là các nhà sản xuất họ vẫn còn sử dụng cái hộp số 7 cấp cho cái chiếc xe V này. Có thể là cái hộp số 7 cấp nó sẽ có một vài cái điểm tương thích, cũng như là vận hành nó sẽ phù hợp hơn với những cái dòng xe van hay sao á. Cho nên là Mercedes-Benz vẫn quyết định giữ lại cái hộp số 7 cấp cho cái xe V250 Luxury này. Đó, khi mà ngồi vào cái vị trí ghế lái cũng như là khi mà lái cái chiếc xe V250 này thì thấy nó cũng rất là hay các bạn, rất là hay. Thì thật ra đúng là chắc dành riêng cho một chiếc xe gia đình. Khi mà lái cái chiếc xe này á các bạn, là cái cảm giác mà mang lại á, nó rất là khác luôn, nó cực kỳ khác luôn. Bởi vì là khi mà ngồi vào, nếu mà các anh chị nào mà chưa lái những cái dòng xe van hoặc là chưa lái qua chiếc xe V250 này, thì lần đầu tiên các bạn lên lái thì sẽ thấy rất là ngạc nhiên luôn ha, rất là ngạc nhiên luôn. Bởi vì là nó cực kỳ thoải mái luôn, mặc dù thấy là chiếc xe nó khá là to, khá là cồng kềnh đó, nhưng mà lái cái hàng ghế lái, mà khi ngồi ở vị trí ghế lái này thì nó rất là khác luôn. Có thể là do cái sự thiết kế của ghế ngồi cũng như là cái wheel của nó, những cái kính nè chị, các anh chị đó, thì đâm ra là cái cảm giác mà mang lại nó rất là thoải mái ha. Đó, thì các bạn nghĩ hình dung ha, thì cả nhà của chúng ta cuối tuần di chuyển trên chiếc xe V250 Luxury này, đi chơi Đà Lạt ha, Phan Thiết hay là Vũng Tàu ha, cực kỳ vui luôn. Cũng như là cái chiếc xe này nó mang lại một cái giá trị, đó là chiếc xe dành riêng cho gia đình, chiếc xe dành riêng cho sự yêu thương các bạn ha. À, thực ra các bạn, đối với những cái anh chị mà khách hàng mà mua những cái chiếc xe V250 bình Di á, thì thông thường ở nhà đã cũng có rất là nhiều những cái dòng xe sang, những cái dòng xe cực kỳ cao cấp luôn. Nhưng khi mà Mercedes-Benz mà giới thiệu cái mẫu xe V250 này thì hầu như các anh chị cực kỳ thích. Bởi vì mua chiếc xe này, thứ nhất để dành cuối tuần đi chơi, hoặc là đi trong thành phố cũng được các bạn, đi trong thành phố cũng rất là tiện dụng luôn. Đôi khi là ngồi những cái chiếc xe rất là sang trọng cũng chán các bạn, như đó, sau này chuyển sang cái chiếc xe này ha, khi mà bước lên bước xuống cũng như là sử dụng hầu hết là những cái cửa bằng điện tự động nè. Đó, cái điểm mà thích nhất của cái chiếc xe này các bạn là cái cửa tự động có nghĩa lên mình chỉ việc là bấm cái nút thôi là nó đóng cửa rồi, cũng như là đi lên đi xuống rất là dễ, rất là thoải mái. Đó, nó sẽ rất là khác so với những cái dòng xe mà sedan hoặc là SUV thông thường là mình lên mình phải đóng cửa lại ha. À, cái này là đề lên đi xuống nó rất là tiện luôn. Cũng như là nhà mà có những cái bé mà đi học á, đó, gia đình thường có những cái bé nhỏ đi học á, thì nó cực kỳ thích luôn, cực kỳ thích đi chiếc xe này luôn các bạn. Có thể là ở nhà mà có những cái dòng xe rất là cao cấp, rất là sang trọng luôn, nhưng mà lại thích đi cái chiếc xe này. Đó, các bạn biết rồi, mấy đứa bé thì nó sẽ không có biết cái xe nào cao cấp hay là cái chiếc xe nào mà nó không cao cấp, hoặc là chiếc xe nào mắc tiền hơn chiếc xe nào đâu. Đó, mấy đứa bé thì các bạn biết rồi, nó sẽ không quan trọng những cái vấn đề đó. Nhưng mà nó quan trọng một điều là khi mà lên xe thì các bé có thể là ăn uống nè, tự do là vui chơi chạy nhảy trong chiếc xe này. Đó, rất là vui ha. Đó, thì những anh chị mà các bạn nào mà đang mà muốn sở hữu một chiếc xe dành riêng cho gia đình với mức giá là dưới 3 tỷ đồng. Và chính xác cái giá của chiếc xe này là 2 tỷ 662 triệu các bạn nha. 2 tỷ 662 triệu. Nhưng mà lăn bánh cái chiếc xe này thì nó đâu đó lanh quanh ở cái mức 3 tỷ đồng. Đó, một chiếc xe coi như là cực kỳ tiện nghi, cực kỳ sang trọng cũng như là an toàn là trên hết. Đó, thì tại sao các anh chị và các bạn không chọn cái mẫu xe V250 này dành cho gia đình của các bạn ha. Đó, các bạn hình dung đi, chiếc xe này với mức giá rất là tuyệt vời như vậy, rẻ hơn những cái đối thủ của chúng ta rất là nhiều. Bên cạnh đó thì có là Toyota Sienna hoặc là Toyota Alphard với mức giá hầu như là đều trên 4 tỷ đồng hết. À,
Đó, thôi bây giờ Di xin được phép kết thúc video tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz hoặc là yêu thích các chiếc xe V250 Luxury này thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 091 465 3979. Nếu các anh chị thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.